diễn viên siêu nhân Gao ăn phở Thìn, kem Thủy Tạ ở Hà Nội. Takeru Shibaki Gao xanh và Noboru Kaneko Gao đỏ đã ăn phở, kem ốc quế bờ hồ nhân chuyến công tác kết hợp du lịch Hà Nội. Hôm qua, hai diễn viên chính của bộ phim nổi tiếng Hyakujuu Sentai Gaoranger siêu nhân Gao là Takeru Shibaki Gao xanh và Noboru Kaneko Gao đỏ ghé quán phở Thìn nhân dịp công tác Hà Nội. Noboru khen phở ở đây rất ngon. Cả hai gọi phở bò tái, món đặc trưng của quán, đầy hành ăn kèm quẩy đóng giòn. Phở Thìn vốn là thương hiệu không quá xa lạ với người Nhật, đặc biệt là đối với những ai mê ẩm thực Việt Nam. Năm 2019, Phở Thìn mở chi nhánh ở Tokyo, liền tạo cơn sốt, thu hút rất đông thực khách xếp hàng. Bát phở Thìn ngập hành lá và thịt bò, màu nước dùng và hương thơm kích thích các giác quan. Điều quan trọng nhất làm cho tô phở ngon, ấn tượng là nước dùng, bánh phở, tương ớt rồi mới tới thịt bò. Bởi thế, Phở Thìn ở Hà Nội tự sản xuất phở và tương ớt theo công thức riêng. Noboru Kaneko check-in trước quán phở Thìn lò đúc. Tô phở đúng điệu, đầy đủ hương vị, phải thêm một trứng gà trần, nêm nếm tương ớt cay ông kìm, nước tương, nước mắm, tỏi ngâm giấm. Ngoài phở, cả hai còn ăn kem ốc quế Thủy Tạ, một trong những tiệm kem lâu đời tại Hà Nội. Buổi tối, hai diễn viên chill tại một nhà hàng trên cao ngắm cảnh đêm. Lần này, Takeru Shibaki và Noboru Kaneko đến Việt Nam giao lưu với người hâm mộ trong 2 ngày 15 đến ngày 16 tháng 10. Hyakujuu Sentai Gaoranger 2001 quen thuộc với khán giả Việt qua hai tên khác, Siêu Nhân Gao hoặc Năm Anh Em Siêu Nhân. Đây là một trong những bộ phim gắn với tuổi thơ của thế hệ 8X, 9X Việt Nam. Thế nên, sự xuất hiện của hai nhân vật chính tại Hà Nội được nhiều người quan tâm, thích thú. Buổi tối, hai diễn viên chill tại một nhà hàng trên cao ngắm cảnh đêm. Lần này, Takeru Shibaki và Noboru Kaneko đến Việt Nam giao lưu với người hâm mộ trong 2 ngày 15 đến ngày 16 tháng 10. Hyakujuu Sentai Gaoranger 2001 quen thuộc với khán giả Việt qua hai tên khác, Siêu Nhân Gao hoặc Năm Anh Em Siêu Nhân. Đây là một trong những bộ phim gắn với tuổi thơ của thế hệ 8X, 9X Việt Nam. Thế nên, sự xuất hiện của hai nhân vật chính tại Hà Nội được nhiều người quan tâm, thích thú.